Xin chào quý vị, xin mời quý vị theo dõi chương trình kinh tế tài chính của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý như sau. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại du lịch với Campuchia. Doanh nghiệp ngành thép khai thác dây chuyền sản xuất hiện đại để cạnh tranh. Thưa quý vị, nằm trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại du lịch đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Được biết tính riêng thành phố Hồ Chí Minh thì đến tháng 10 năm 2012 có 41 dự án của các doanh nghiệp được cấp phép đầu tư tại Campuchia với tổng vốn hơn 313 triệu đô la Mỹ. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, quan hệ giữa thành phố Hồ Chí Minh với Campuchia cũng ngày càng được tăng cường. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước trung bình đạt 40%. Tuy nhiên theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng, việc đầu tư trao đổi với các địa phương vùng Tây Bắc Campuchia vẫn còn khiêm tốn, chưa xứng đáng với tiềm năng của hai bên. Với sự nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh của sự mong muốn của các doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là mong muốn của các tỉnh của vùng Tây Bắc Campuchia cũng như là các doanh nghiệp của vùng Tây Bắc này thì tôi cho rằng đây là điều kiện, đây là cơ hội để thời gian tới là doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ mở rộng nhiều hơn nữa về số lượng dự án. Tại hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại du lịch vào vùng Tây Bắc Campuchia năm 2012, đại biểu của các tỉnh vùng Tây Bắc, các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đánh giá cao các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại vùng Tây Bắc nói riêng, Campuchia nói chung. Đồng thời, hội trợ triển lãm Hồ Chí Minh City Expo 2012 sẽ tạo ra những cơ hội để kết nối hiệu quả sự đầu tư hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, sản xuất thép xây dựng trong nước 9 tháng đầu năm đạt 3,3 triệu tấn, giảm gần 11% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lượng thép xây dựng nhập khẩu vào Việt Nam trong 9 tháng khoảng 500.000 tấn, tăng 500% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng trước tình hình khó khăn đó, thép Pomina vẫn tiếp tục phát triển và dẫn đầu thị trường thép xây dựng cả nước với 16% thị phần. Thép Pomina với hệ thống 3 nhà máy quy mô nhất Việt Nam có tổng công suất 1,1 triệu tấn thép xây dựng và 1,5 triệu tấn phôi thép mỗi năm. Riêng nhà máy luyện phôi thép Pomina 3 với công suất 1 triệu tấn phôi mỗi năm là nhà máy có công suất lớn nhất và hiện đại nhất Đông Nam Á dây chuyền sản xuất của thép pomina được nhập từ các nhà cung cấp châu âu giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể trong quá trình sản xuất và bảo vệ môi trường chính việc áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại nên mức độ tự động hóa cao đã giúp pomina tạo ra những sản phẩm thép xây dựng có chất lượng cao và ổn định nhất ông đỗ duy thái chủ tịch hội đồng quản trị công ty thép việt nhấn mạnh Muốn cạnh tranh thì chỉ có thể cạnh tranh bằng chất lượng và nếu lãi suất ngân hàng trong nước tương đương trong khu vực thì đến năm 2015 khi thuế nhập khẩu thép vào Việt Nam giảm, thép Pomina hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Sản phẩm bảo hiểm giáo dục Phúc Bảo Thành Đạt của công ty bảo hiểm nhân thọ Phu Bông Việt Nam, Phu Bông Life đã vinh dự được nhận giải thưởng Top 100 sản phẩm dịch vụ được tin và dùng 2012 do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trao tặng. Sản phẩm được trao giải vì có hai đặc tính nổi bật là tích lũy lãi cao và bảo vệ tài chính nhiều lớp. Đối với tính năng bảo vệ nhiều lớp, trong trường hợp người mua bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, ngoài việc được miễn đóng phí bảo hiểm, Fubon Life còn chia trả thêm 10% số tiền bảo hiểm hàng năm để trợ cấp phí sinh hoạt và giáo dục. Đồng thời, hợp đồng tiếp tục có hiệu lực, quyền lợi giáo dục, bảo vệ ban đầu vẫn duy trì. Tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 12 nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt và may 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Doanh Thiên đã giới thiệu sản phẩm vải dệt thân thiện với môi trường. Đây là sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận độc quyền sáng chế tại Đài Loan, Trung Quốc. Thị trường phân phối chính của công ty là châu Âu, Mỹ, Úc, Đông Nam Á, Nhật Bản. Trong nỗ lực phát triển tại thị trường Việt Nam, công ty cam kết mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm vải được dùng trong lĩnh vực thời trang và trang trí nội ngoại thất với công dụng chống trầy xước, chống thấm cao, không bám bụi, bám mùi, dễ tẩy rửa. Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, công ty trách nhiệm hữu hạn BKMS Tokyo đã khởi công xây dựng dự án Sora Gardens 1. Đây là dự án căn hộ đầu tiên của khu đô thị Tokyo Bình Dương. Dự án có tổng diện tích trên 9.000 m2, gồm khu căn hộ cao 24 tầng với 413 căn hộ từ 70 đến 100 m2. Thiết kế với vườn cây và hồ bơi trên tầng cao, cùng nhiều dịch vụ tiện ích khác tạo nên không gian sống cho khách hàng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào đầu năm 2014. Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020, thành phố Mới Bình Dương đang trong quá trình mở rộng và phát triển các dự án dịch vụ thương mại văn phòng, đặc biệt là các khu dân cư cao cấp, trong đó các dự án của BK Max Tokyo đóng vai trò không nhỏ trong việc hình thành nên một thành phố văn minh hiện đại trong tương lai. Ngân hàng Phương Đông OCB và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã tham gia ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư dự án căn hộ E-Home 3 Tây Sài Gòn. OCB sẽ tài trợ 80 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng của dự án. Tòa lạc tại quận Bình Tân với 14 khối chung cư cao 9 tầng, dự án E-Home 3 đang hướng đến phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình và có nhu cầu thực sự về nhà ở. Đến nay dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và tiến hành mở bán được hai đợt. Với nỗ lực cấp vốn cho các dự án khả thi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, quyết định tài trợ vốn của OCB góp phần tạo điều kiện thuận lợi để Nam Long triển khai dự án E-Home 3 được thành công, đồng thời đánh dấu cam kết của OCB luôn đồng hành trong chặng đường phát triển của doanh nghiệp. Thưa quý vị, chuẩn bị cho mùa lễ Giáng sinh, hệ thống siêu thị Bixi đã dành riêng một chương trình đón chào Giáng sinh thật ý nghĩa và tiết kiệm. Từ nay đến ngày 25 tháng 12, hơn 400 mặt hàng gồm các sản phẩm phục vụ Giáng sinh như cây thông, ông già Noel, quần áo, mũ, chuông, thiệp Noel và những sản phẩm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí nhân dịp Giáng sinh sẽ được áp dụng mức giảm từ 5 đến 40%. Bên cạnh đó, nhằm kích thích sức mua của người tiêu dùng dịp cuối năm, Big C cũng thiết kế chương trình mua sắm với hơn 600 mặt hàng thiết yếu có mức giảm từ 5 đến 50%. Chương trình này sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 12 năm 2012. Biến động nhẹ thanh khoản nhỏ giọt vẫn là kịch bản chính của thị trường chứng khoán trong nước phiên hôm nay ngày 22 tháng 11. Kết thúc giao dịch hai chỉ số đều biến động nhẹ song trái chiều nhau. Sàn Thành phố Hồ Chí Minh giảm 0,17% giá trị chốt tại 383,22 điểm. Sàn Hà Nội lại chốt phiên ở sắc xanh tăng 0,33% lên 51,58 điểm. Hoạt động mua bán toàn thị trường tiếp tục hạn chế, giao dịch hầu hết các mã đều mờ nhạt và thiếu ấn tượng. Ngoài trừ khối lượng giao dịch đổ dồn khá cao vào các mã SHB và SCR trên sàn Hà Nội với tổng cộng hơn 6 triệu đơn vị. Một báo cáo về tính dị ứng đã khiến Quỹ ban châu Âu ban hành lệnh cấm sử dụng một số nguyên liệu thiên nhiên trong các loại nước hoa. Theo đó, nhãn hiệu nước hoa danh tiếng Chanel No. 5 cùng với nhiều thương hiệu nước hoa hàng đầu khác sẽ chịu tác động nặng nề từ luật mới này. Một quỹ ban đặc trách về bảo vệ an toàn cho người tiêu dùng cho biết, có từ 1-3% người dân châu Âu dị ứng với các nguyên liệu trong các loại nước hoa, Ủy ban này đề xuất hạn chế việc chiết xuất các hương liệu vốn rất phổ biến trong ngành nước hoa. Tổ chức này cũng đề nghị một lệnh cấm sử dụng một loại rêu trên thân cây sồi, loại nguyên liệu quan trọng để tạo ra hương thơm độc đáo của nhãn hiệu nước hoa Chanel Number no. Five và Miss Dior. Điều luật mới này sẽ gây thua lỗ lên đến 24 tỷ đô la cho ngành công nghiệp nước hoa. Và không chỉ có các hãng sản xuất, các nhà vườn, những người trồng trọt cung cấp các loại cây nguyên liệu cũng lo lắng không kém. cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình kinh tế tài chính hôm nay của chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại